Các bạn ơi, đây là một bạn nấm đang bị dơ trên cái mẫu nấm nha. Mình sẽ tiêm thuốc vô trị cái vết bóp đó nha. Rồi xong, bây giờ mẫu phẫu thuật cho bạn nấm nha. Bạn nấm đang bị bịt tim nha các bạn. Mình sẽ bị tan vỡ cái tim nha. Mình sẽ cắt cái tim bị tan vỡ rồi mình thay thế cái tim mới vô nha. Hai nữa, cái tim bị tan vỡ rồi. Rồi, cái tim nguyên dạng vô nha. Xong, giờ sẽ mai lại nha. Mai lại. Cảm ơn, mừng quá trời, bạn nắm thả tim cho mình quá chừng luôn nha. Thành công rồi, ca phẫu thuật thành công. Tiếp theo bây giờ là bạn cà chua bị một mụn trên thân nha. Nặng mụn cho bạn đó. Rồi xong, nặng mụn xong rồi nha. Tiếp theo mình sẽ sau X quang xem trong bụng bạn cà chua có cái con mấy cái con vi khuẩn nha. Bây giờ sẽ phẫu thuật lấy những cái con vi khuẩn ra và một có bạn cà chua con cho mày nữa nha. Đầu tiên sẽ gắp những con vi khuẩn ra trước nha. Rồi gắp vi khuẩn ra. Rồi tiếp theo là lấy bạn cà chua con ra nha. Bạn cà chua con này màu xanh nha, cà chua mẹ màu đỏ, cà chua con màu xanh. Tiếp theo mình sẽ mai lại nha. Mai rồi xong, thả tim quá chừng luôn nha. Quá chừng đầu tiên. Bây giờ là bạn cà rốt đang bị dính mấy vết bụng dơ trên thân, sẽ lau chùi cho sạch sẽ trước nha. Rồi sạch rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành phẫu thuật. Qua có một bạn cà rốt con trong đây nha, mình sẽ đưa bạn cà rốt con ra nha. Rồi xong, bây giờ sẽ tiến hành mai lại nha. Mai lại cho lành vết thương mau nha, cho vết thương mau lành nha. Rồi mình sẽ dán băng keo lên luôn nha, dán cái băng keo cá nhân lên nha. Xong luôn, hả tiền quá chừng luôn.